cái giai đoạn như thế này. Dạ. Trước khi Đức Phật Thích Ca là ngày xưa đấy, Đức Ca là thái tử Sĩ Đạt Ta, con của vua Tịnh Quảng nước Ấn Độ đó. Dạ. Khi ngài một hôm nọ là ngày đi du ngoạn, ngày ra cõi Ta Bà, ngày thấy cảnh đau, chúng sanh mang cảnh đau khổ, thì ngày giác ngộ được, ngày mới xuất gia đi tu. Thì theo huynh Hiển biết á, là cũng như thầy ấy đi tu như vậy đó, là theo cái tại sao mà thầy ấy giác ngộ theo cái đường chánh pháp người ấy, thì theo huynh Hiển kể á, là sau này thầy ấy đã được một giờ đã được là Phật rồi, nhưng mà tại sao mà cái thời kỳ này cũng như là nói về Đức Phật rất là nhiều, theo huynh Hiển như thế nào? Đức Phật Thích Ca đó, yeah, là ngài tu khổ hạnh 6 năm cho bên ấy, rồi là ngồi khổ hạnh 6 năm trong rừng đó. Yeah. Thì ngài đi đã tìm được cái con giác ngộ, được tìm được cái con đường giải thoát sanh lão bệnh tử, ngài đã thoát được. Yeah. Thì ngài mới giai giáo độ chúng sanh, thì dân chúng mới tôn ngài là Đức Thế Tôn. Yeah. Thì ngài đắc đạo rồi đó, trong giảng viện năm ngài có nói đó, các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng dạy tà nên quay lộn Ta Bà cõi khổ. Thì ngài đã vượt qua mức đó rồi, vượt hơn ngài đó, thành đẳng giác ngài không còn là luân hồi nữa, nhìn lại các chúng sanh đều có như ngài hết. Nghe nói lúc trước là huynh là ăn chơi đồ dữ lắm, mà tại sao lại giác ngộ không biết tu hành? Huynh kể lại cho mọi người nói về cái đoạn ăn chơi á. Thì chào mấy huynh, mấy huynh quay lui YouTube. Ngày xưa đó, năm tôi 16 tuổi thì có lần tôi lấy tiền ở nhà đi đánh bi da. Yeah. Thì năm đó ba mẹ làm đậu nành trúng lắm, đó tôi ăn trộm ba mẹ tôi được 5.000 ngày xưa đánh bi da. Về ông già ông gầy quá gầy, ông chửi quá trời buồn bỏ nhà tôi đi. Tôi lên Hà Tiên tôi sống một thời gian, đi biển rồi đi ủi xịp làm đủ chuyện luôn. Rồi về một đợt sau má tôi đi, mẹ tôi đi kiếm tôi về được. Đợt sau tôi bỏ đi bụi lên Sài Gòn một lần nữa. Rồi quay về một thời gian cũng con đường ăn chơi không bỏ được. Đến khi tôi cưới vợ, cưới vợ có được một bé gái, làm một thời gian làm không phát triển nổi ở Bình Dương á, thì thấy hoàn cảnh khổ quá là tôi mới về quê sống không được, thì vợ con bỏ đi năm nay nó 7 năm rồi. Đêm vợ con bỏ đi chừng 2 tháng sau thì mẹ tôi mất nữa, mẹ mất rồi cái đầu tôi buồn đủ chuyện, tôi sanh bệnh đầu tiên bệnh tôi là bệnh lao phổi, điều trị về rồi đó chừng vài tháng sau nó trúng lại, nó qua khỏi có nước rồi đi trị một lần nữa cũng hết thì về đi làm lao động để kiếm tiền, mà nó trúng lại thì bị qua ung thư phổi luôn, là chuyện lần thứ 3 đó, chuyển qua bệnh viện Cần Thơ đó. Để xuống bác sĩ làm sao mà mổ tôi nè, ông nội sôi là mất tiêu, lá phổi mất bên luôn. Vì mất bên lá phổi luôn hả? Rồi, còn lá phổi đây. Khủng khiếp ông nội. Giờ mình mất luôn một lá. Vì mình có mạnh như ngày xưa không? Còn sức khỏe đi làm không? Không. Sức khỏe thì còn được chừng 40% ngày xưa. Nếu vậy mình không làm nổi, mình làm công việc gì để có đồng tiền để xây sở cuộc sống vậy Quỳnh Hiển? Có. Đi buôn bán gì sống chứ không làm mướn nổi, làm ăn không nổi.
buôn bán gì mà bán kim cương hay gì? Thì trước kia thì còn vốn có vốn á, ông già hỗ trợ được kia đi bán thì đi bán nệm, bàn ghế gì nóc cũng nhiều loại đó. Có thời gian ế quá nghỉ, qua xe bán một mệt thì chiếu, qua bán nhang bán nhiều thứ lắm. Bây giờ nghỉ luôn, có ông anh ông cho miếng đất làm giờ chuẩn bị trồng rẫy, ở nhà trồng rẫy thì không đi bán nữa. Cũng như đi bán hoài mà lỗ hoài ha, rồi ông anh kết nghĩa là ông anh bà con. Ông anh ở sớm. Rồi miếng đất đó có chút xíu rồi trồng sao đủ sống. Thì lăn lóc qua ngày là đoạn tháng thôi. Vì cái cơ duyên gì mà mình giác ngộ mình ăn tương luôn vậy anh Hiển? Thì á, lúc trước tôi chơi bờ dưới lấp luôn, ăn nhậu lắm, mỗi lần nhậu thôi mà ba gai lắm, ai đụng tới là cầm dao chém không đó. Phải như bây giờ, từ ngày tôi giác ngộ tôi ăn chay trường tu 2 năm nay rồi mới biết giác ngộ được, là nhờ tôi nhìn xét lại cái giai đoạn vừa qua mình chơi, tôi chơi bời thế nào, nhìn rõ lại là không có tồn tại cái gì hết á, bè bạn cũng không còn. Khi giàu có ăn thì nó xúm nó điện cho mình suốt ngày, kiếm mình tối ngày. Khi mình ngã xuống rồi thì nó không nhìn tới mình. Suy nghĩ đây cuộc đời này toàn là giả tạm, mà cái gì cũng giả tạm, thậm chí bè bạn thì cũng gọi là giả tạm, vợ con cũng giả tạm luôn. Đúng rồi, khi mình lúc mình có tiền mà ở với mình thì hết tiền bỏ mình đi à, theo người khác có tiền. Xin nằm suy nghĩ riết, với lại ông tôi có ông già số gì đạo pháp ông gành lắm, ông về đem chơi nè, ông hai ha, ông hai đó về đem ông chơi thì ông chia sẻ Phật pháp cho tôi hiểu, nắm mắt hiểu được thì tôi mới giác ngộ. Tôi bắt ngờ giác ngộ tôi tu luôn, rồi tôi ăn chay trường được 2 năm nay rồi. Rồi mình tu vậy mình có ước nguyện của mình là lớn như cỡ nào không? Ước nguyện là mình tu sau này mình sẽ đạt được cái gì đó, có ước nguyện không? Tôi không ước nguyện gì hết, tôi chỉ ước nguyện là có một chỗ ở yên tĩnh để mà tu cho có mặt đời thượng cổ này thôi. Còn ước nguyện vật chất danh vọng gì tôi không, hoàn toàn không ước nguyện chứ, chỉ mong sao có được chỗ yên, chỗ ở yên ổn yên thân để mà lo niệm Phật mà tu rảnh thôi, chứ còn cái danh vọng kia thì không còn ước nguyện rồi. Rồi bây giờ cái chỗ ở mình là đang ở là ở ngoài ở nhà ta phải không, chỗ nghĩa địa phải không, hay là sao? Chỗ đó là chỗ đất của ông bà để lại. Mà thấy cái chòi của huynh Hiển cũng dột nát hết trơn á, mình không có che cắt lại ở sao, mùa mưa rồi sao nó dột rồi sao? Đó là mấy cái nền mã ông bà đó hả huynh Hiển? Đó là nền mã nội bà nội, với mẹ luôn, với chú ruột. Rồi sao huynh Hiển không sửa cái nhà lại ở để mưa nó dột cái đó, cái chòi mà tính sửa đó nhưng mà chưa có khả năng, chờ đợi anh chị em ai có giúp được thì cắt cho nó gọn lại để ở thôi. Rồi hàng ngày rồi thấy chưa có làm gì chơi, rồi tiền đâu xây sở cuộc sống mình có để mua gạo, mua đồ ăn, đồ lương thực rồi đó. Cũng cô hỗ trợ thì hết gạo thì chạy lên nhà của bọn em lấy. Xin ha. Ta chở nó đưa về à. Hết gạo rồi điện chở xiên thì lấy, còn không xiên thì nó gửi tiền về đi mua lặng bao vậy đó. Vì theo huynh Hiển như vậy, cái lúc mà mình còn đương thời còn trai á, mình hay ăn chơi cờ quýnh số hoặc là bất cứ là cái gì, cái thời kỳ này á, là huynh Hiển thấy cái đạo đức bây giờ mà huynh Hiển thấy tao mà huynh Hiển thắc tỉnh lại mà tu hành, tại vì mình có nằm trên bao trên mộng gì mình thấy gì không huynh Hiển? Không có chuyện bao chuyện bọng hết, tự mình giác ngộ thôi. Giác ngộ rồi. Mình thấy trên thế giới này nó loạn hết trơn rồi. Nó loạn dữ lắm. Đó. Các huynh thấy rồi, chiến tranh giờ nó bùng phát. Trời ơi, quá.
nước này xâm lấn nước kia, rồi đánh nhau rồi chết chóc. Lúc nào bệnh tật bệnh thôi, định vô số kể. Như cái dịch bệnh Covid-19 vừa qua đó, các con thấy rồi. Thì sao Huynh Hiển lại mà mình lúc nghe nói lúc nhỏ là Huynh Hiển là thuộc kinh giảng nhiều lắm không? Năm 12 tuổi là có đi đọc giảng á. Trời ơi, đọc giảng ở trên ở sớm này là đó là chút có bác Tám ghi dưới này. Bác Tám thương lắm. Tại chiều nào rồi đi ngang thấy cúng lại. Thì đọc giảng ngon ốc là lúc mà nó còn sống cũng vậy. Bà nội kêu lên đọc giảng cho bà nghe. Cho bà nội bắt mù không thấy đường mà. Còn đi học khi lên 15 tuổi, 16 tuổi, 15 tuổi nghỉ học. Nghỉ học rồi cái hư luôn. Tập theo đàn đếm. Mình nó hư. Là 30 năm mới giác ngộ lại được. Trời ơi. Mình thấy là như là thấy chiến tranh với hai nó bệnh hoạn đau ốm rồi mình thấy mình giác ngộ lại hay sao ha, tại vì mình cái lúc thời gian ăn chơi bây giờ mình thấy không có cái lợi lộc gì cho mình quay lại cái tâm thanh tịnh đó ha Huynh Hiển. Mình có đọc giảng thời kia mình biết mình hiểu. Ừ. Biết đoạn giảng như đức thầy và chép đó. Ừ. Cậu hai thanh sĩ rồi đó. Cậu hai thanh sĩ như thế nào có thể chia sẻ một chút không Huynh Hiển? Cậu hai thanh sĩ thì chỉ biết giảng cậu hai thanh sĩ là tiên tri của ngài thôi. Tiên tri sao Huynh Hiển? Có thể nói với bà con chút xíu không? Ngày nói là cái qua khổ ta bà này khổ thôi chứ mình không có biết cái là tiên tri của cậu hai sĩ. Nhưng mà ngại nhắc chúng sanh lo tu niệm. Bây giờ còn tu kịp không? Dạ tu kịp ạ. Còn kịp. Đức Phật còn chờ đợi đón rước mình. Thì còn kịp, nếu mình đi xa nữa là quay lại không kịp đâu. Theo lời của Tứ Thánh nói là mai sau mà mưa bão thình lình mà sập nhà sập cửa là mình ở đâu, theo sư Huynh Hiển nghĩ như thế nào? Tai nạn hả? Hiện nay nó có là chỗ này chỗ kia là mưa bão sập nhà, có khi gió bay người bay đồ đạc đó, theo Huynh nghĩ như thế nào? Cái bà đồng thiên mình ngồi lại yên đó. Nó có khổ không á? Không khổ thì số anh ấy hưởng thôi. Nhưng mình cũng phải khuyên cố gắng anh em mà tu chứ. Thì bà con ơi, nó gắng mà tu, kiếp này nó mỏng lắm rồi. Thời buổi này mỏng lắm rồi, không còn bao lâu ở đâu. Thì bà con cố gắng mà tu, lo niệm Phật đi. Theo Huynh Hiển như vậy là cái lúc mà Huynh Hiển mà còn nhỏ, mà Huynh Hiển cỡ bao nhiêu tuổi cho mình là đi giang hồ, mình ăn chơi, mình xa đọ, rồi tới bây giờ là Huynh Hiển mắc một lá phổi mà Huynh Hiển quay lại tu hành như vậy, cái đó là cái lúc đó là mình mắc một lá phổi thì mình có cảm thấy mình đau lòng không, cái thời kỳ đó đó? Đau chứ. Đau lúc vợ con bỏ đi thì sanh bệnh luôn. Thế ạ, ảnh hưởng bệnh. Vợ con đi rồi mẹ mất rồi đó. Trời ơi. Nó nhiều chuyện nó dồn lại dập chịu không nổi. Rồi vậy giờ mình có khi nào mình khóc không Huynh Hiển? Có khóc mà không tụng tâm thôi. Không tâm đi. Chứ từ nhỏ lớn là ít có giọt nước mắt rơi ra ngoài. Mình khóc cho cha mẹ là nhiều ha. Đúng rồi. Theo Huynh Hiển như vậy là bây giờ là mình một lá phổi gì có thể chắc mình làm nặng không nổi luôn hả Huynh Hiển? Làm nặng nó mệt. Mệt ha. Thở không kịp. Không kịp luôn. Mình buôn bán đâu có được. Thành ra ở nhà nói chung ra thì bà con nào giúp được gì giúp ha. Chứ bây giờ đi mà ngang giờ cũng khó khăn. Giờ Huynh Hiển còn cỡ 50-60 kg vậy không? Nó có cần 44 kg. Trời ơi, 44 kg. Ăn no được 45. Bây giờ không biết sao. Biết nhiêu. Giờ chắc 43. Cho chắc cỡ đó đi. Hồi đó mình có quýnh lộn quýnh lạo là không, mình có làm đại ca này gì không? Không, đã không có làm đại ca với ai chứ. Lúc mà còn thời trẻ trâu á thì ba gai lắm mà. Không ai động chứ, không có sợ ai chứ. Một bên kia năm mấy thằng, một mình cũng dám chơi nữa. Cầm hàng chơi thôi mà.
khủng khiếp á, gọi là khủng khiếp luôn. Rồi sau khi cái mà cái sự mình ăn chơi chát tán rồi, vợ con cũng xa lánh mình rồi, rồi mình giác ngộ tu hành, mình tu theo pháp môn gì mà mình đạo gì với Vinh Hiển à? Tôi thì đạo Hòa Hảo, Phật giáo Hòa Hảo. Còn tu thì tôi đang tập tánh tu theo pháp môn thiền định, nhưng mà nó khó lắm, cái môn thiền định nó khó dữ lắm. Đang tập nhưng mà chưa có đạt. Với lại cuộc sống nó còn bấp bênh, nhiều chuyện âu lo kia cũng chưa gác bên được, nên cái cảnh tu thiền định chưa nhập tâm được. Có đạt được chút chút nào chưa? Thì đạt thì được. Có mấy nghiệp. Nhưng ngày xưa á, đụng cái là chửi đó. Ừ. Bây giờ nhưng giờ khi ta quýnh tôi và tôi niệm Phật là chúng qua. Ngộ quá, ngộ. Vậy là đạt còn gì nữa. Chứ ra chửi tôi nhẹ thôi là chửi lại, chửi lại chửi nữa tôi cả kim dao tôi chém không đó. Trời ơi trời. Giờ quýnh tôi và tôi gắt niệm Phật tôi nhịn nè. Còn bây giờ là ai ai chửi mắng thì ta ra điếc ha. Chờ người hết giận ta phiên. Chửng mắng hoài cho để đầu tiên, sau này mới biết được còn hay mắt. Theo Vinh Hiển như vậy là cũng như là mình sống cuộc sống mà mình không còn vợ con nữa, mình có buồn không? Không, nghĩ là cũng không có buồn. Ừ. Sự giác ngộ rồi. Cũng như ai làm gì làm ha. Chỉ Vinh Hiển có bắt kinh giảng rồi mình nghe không? Mình nghe những kinh lời... giảng mà đêm ngủ nghe sáng đêm. Trời ơi, sáng đêm luôn hả? Nghe nào mà hết pin thôi, sạc tiếp. Giác ngộ vững lắm rồi bà con ơi, giác này giác ngộ vững luôn mà. Thì thường thường nói là giông gió sái mùa sẽ tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Thì theo Vinh Hiển gì cái năm thìn này có thể là tại sao mà năm nay mà điều tai biến chiến tranh động đất sóng thần, để do cái có nhân quả không Vinh Hiển? Nó cái nhân quả thì nó không phải nhân quả. Ừ. Nhân quả thì ai gây nó hưởng thôi. Ừ. Chiến tranh tai nạn bệnh tật là do trời Phật sắp đặt, cũng như cậu hai thần sĩ có nói một đoạn này: khắp Nam Bắc khối trời mù mịt, lộ không người nhà bích ngõ ra đó. Các Vinh vừa thấy vừa gọi cái bệnh COVID-19 không, đường đi đâu có nhà đâu, đâu đi đâu có người đâu, nhà đóng cửa bế qua mạc hết. Đó cũng là cuộc thử thách mà cho thời gian sàng lọc đúng không Vinh Hiển? Đúng rồi. Thì là lời của cậu hai nói là đã có rồi đó. Thì vừa qua là ngài nói câu là khắp Nam Bắc khối trời mù mịt, lộ không người nhà bích ngõ ra. Thì vừa qua COVID-19 thì các Vinh thấy có người nào đi đường không? Đường mà đường không có người, nhà không có lối đi. Yeah. Ừ. Thì hỏi về Vinh Hiển ơi, thì trên mạng hổm gà xôn xao về thầy Thích Minh Tuệ như vậy, theo Vinh Hiển cái cảm nhận mình thấy thầy Thích Minh Tuệ đó là như thế nào Vinh Hiển? Thầy sư Thích Minh Tuệ, ừ. Ngài theo tôi nhận cảm nhận tôi thấy là ngài đã đắc đạo rồi. Sư Minh Tuệ là cũng là một vị tiên Phật ở trên xuống, chứ không phải là người phàm như người đời người suy nghĩ đâu. Như vậy là ngài đã đắc đạo rồi mà mọi người chưa có biết phải không Quỳnh Hiển? Sao không biết được? Dựa vào đâu mà Quỳnh Hiển nói là ngài đắc đạo? Dựa theo cái không? Hạnh của ngài. Cái hạnh của ngài là quá đạt rồi. Như là thế giới này không có hạnh nào mà được như ngài đâu. Chứ một người đi khắc thực như vậy, chúng đánh chúng chửi chúng đập rồi cũng cười cũng năn nỉ người ta, lại có ai làm được? Ta quýnh mình năn nỉ ngược lại. Hồi nãy giờ nghe Vinh Hiển kể vậy, Vinh Hiển cũng đang hành cái pháp mà đầu đà giống ngày Sư Minh Tuệ nữa đúng không? Tứ đại dây không đó, ai quýnh cũng không có quýnh lại, không cự lại đó. Thì mình cố gắng mình nhịn cho qua,
để yên ổn mình tu, mình yên ổn mình tu tính, mình không có gia chạm với sự đời thôi. Vậy tóm lại là huynh Hiển cũng là đã ngộ đạo cũng chứng đắc giống ổng rồi, cũng mong là được vậy. Mình chắc nghĩ là không được đâu, như vừa qua nè có một người trên trên này một đổi này. Tôi đi uống cà phê, tôi chỉ nói chơi với ảnh thôi, cũng bà con dòng họ ruột đó, nói chơi thôi, chửi tôi đủ đĩ mẹ mày, chửi tôi tại quán luôn á. Rồi lúc, từ một năm sau tôi không nói chuyện tới đó. Lúc đó thì trong cái mình suy nghĩ sao trong cái lúc mà tôi đang niệm Phật đó, Nam Mô Di Đà Phật. Còn đương thời là mệt hả huynh Hiển? Đương thời thì cái quán nó banh rồi. Khủng khiếp trời, hôm nay ông giang hồ dữ vậy ta. Thầy có nói ai chửi mắng ta giả đít, để cho người hết giận ta khuyên, mà chửi nhẫn quà ta để đầu tiên, thì đâu có mang câu thù quán mà sao mình cứ một năm không nói chuyện gì kỳ vậy. Thấy thằng người nó hung dữ quá mình không dấp lên gần. Như mình tránh ha. Tránh xa càng tốt. Sợ quá lắm luôn. Thầy cũng nói làng gần chí những tỉnh xa, lúc xưa cũng việc già với nhau mà sai cũng có người đúng có người sai. Nhưng mà người đó gặp hỏi thì cũng trả lời bình thường chứ đừng giận luôn. Tội nghiệp người ta. Giận luôn thì không có giận. Tha thứ người. Đúng là mình thương cho người đó mới đúng chứ không nên giận. Ai làm lỗi mình càng thương người đó mình mới đúng là mà đứa đang đi tìm cái chân lý. Dù người ta đánh đập huynh chửi huynh mình chỉ nghĩ mình tội nghiệp thương đáng thương người đó đó. Thì theo huynh Hiển như vậy á, là trong cái tâm trí của người huynh Hiển á, cái lúc còn đương thời á, thì mình còn hay nóng tánh, thì từ đây tới sau 2 năm nay thì huynh Hiển đã giác ngộ được cái tâm mình phải nên sửa lần lần như vậy. Là huynh Hiển có cái có cái tâm gì mà mình phải gắng cố gắng mình tu hành, mình niệm Phật để sau này là mình đầu thai về cái đời thượng quân cái đức, mình làm người dân còn rất cũng là quý rồi. Theo huynh Hiển như vậy á, bà Di thường thường nói câu á, thì mưa đâu cũng là mưa, thì nắng đâu cũng là nắng, thì con người có lúc nắng lúc mưa, thì mình phải gắng cố gắng mình bình tâm tưởng trí lại. Dầu mình mắc một lá phổi nhưng mà cái tâm mình vẫn hướng về của quyền ông bà, về Phật tổ Phật thầy mình. Thì theo huynh Hiển như vậy là trong cái thời kỳ mà huynh Hiển đã một lá phổi không còn chỉ còn một lá mà mình mệt mỏi như vậy, là có cái ý niệm nào mà mình muốn buông bỏ luôn không, hay là mình nghĩ là cuộc đời mình đã không còn như ý muốn của mình nữa, bây giờ mình muốn là như là buông bỏ luôn, mình không có quay lại con đường chánh pháp, thì tại sao mà trong 2 năm nay là huynh Hiển thất tỉnh lại? Để mình nắm bắt những cái lời của Đức Thầy, Đức Phật dạy bảo chúng sanh, mình nghe mình thuộc, để mình nắm cái nào mình sai mình sửa liền ha. Nghe nhiều không, càng nhiều thì càng tốt cho mình thôi. Còn nói về cái quan niệm của tôi như bây giờ đó, không cần gì, tôi không nhớ gì nữa chứ. Thậm chí vợ con cũng quên hết trơn rồi. Đó, cái đó là tâm không nữa bà con. Dạ, tôi chỉ nhớ là nhớ cái 6 chữ niệm Phật. Trời ơi, cái đó là vô là tâm không rồi. Nhất định, nhất tâm bất bỏ. Cái gì quên chứ 6 chữ niệm Phật đó tôi không chịu, tôi quên. Chỉ lúc tôi ngủ là tôi không niệm Phật thôi à. Vậy lúc nào là huynh cũng niệm trong tâm chân nha huynh. Lúc nào đang cũng niệm, đang nói chuyện như thế này tôi vẫn niệm Phật bình thường. Nên mình niệm cái tâm mà đâu có niệm cái miệng đâu. Đúng rồi. Thường thường nước Phật đó là Phật ở trung tâm chứ đâu có đâu xa mà kiếm trên đồng núi như vậy. Thì quý vị cũng biết rằng á, dầu cho hung dữ hung mát cỡ nào á, nhưng mà sửa đổi lại biết niệm Phật thì cái đó là Phật chứng liền tại chỗ đó. Tại vì cái đương thời mình á, mình xa đọ nhưng mà mình biết quay đầu lại là sẽ độ hết bất cứ ai, không riêng biệt người nào cũng vậy hết. Theo huynh Hiển gì từ ngày huynh Hiển mà biết niệm Phật quay đầu lại, huynh Hiển có thấy là mình buông bỏ hết ở ngoài trần gian chưa huynh Hiển? Thấy an lạc không?
không buông bỏ hết được, thấy cuộc sống mình nhà nhẹ lắm, nhẹ lắm, nhẹ ha. Còn dưới bạn nghiệp chơi bời thì kia thì nhẹ lên nặng nề chứ lắm, thoát không khỏi cái nạn đó là con người mình trùng trùng đẹp đẹp rồi mang nghiệp nặng chứ lắm, không tư tưởng nó càng ngày càng nhiễm. Thì thấy anh em huynh đệ mà nhiều khi đi ra đường gặp mấy vị tu đó, người ta cũng ngày xưa người ta cũng là tay đàn anh chị, người ta buông bỏ hết ta tu hành đó, bởi vì người ta ngộ ra được cái là người ta thất tỉnh liền luôn. Thuốc còn thuốc lá là ngày xưa hút ngày là hai gói đó, bây giờ hút hai năm nay bỏ, hai năm nay là bỏ đứt luôn, không thèm và không hút miếng nào luôn, bỏ hai năm rồi. Có uống rượu gì không? Bỏ luôn. Giờ tôi chỉ ăn uống để sống thôi. Có uống cà phê. Giờ cái cuộc sống huynh hiển bây giờ là cũng như là mình hướng về Tây Phương Cực Lạc thôi ha. Mình hướng về cái ngày sau mình sẽ được dự hội Long Hoa thôi ha. Chứ ngoài ra đúng rồi, cái gì mình cũng không có càng quan trọng hết ha huynh hiển. Mình giữ cái chân lý, mình giữ cái hiền lương đây. Em có mặt là thượng cổ lập môn lại nè. Thế mình không đắc được lại đó mình tu tiếp. Nhưng Quỳnh Hiển thấy gần không? Thế bây giờ mình thấy gần không? Gần bên đích không? Tới ngày đó hả? Ừ. Còn đâu xa nữa? Trời ơi. Quá chín mùi rồi đâu còn còn bao xa nữa. Sao mà Quỳnh Hiển cảm nghĩ mình nó gần? Nghe kinh nghe giảng mấy là tiên tri của Đức Phật đó. Rồi những lời tiên tri của Phật giờ nó hiện hết trơn rồi. Dưới nước ngoài cũng lũ lụt sóng thần đồ bão táp nhà cửa sập rồi, chắc là tiên tri cũng đúng như ngài ổng nói đúng không? Y chang hết. Mình biết trước hay là tại vì nó đến với mình mau quá tránh không kịp? Cũng do cái quả mình gây mình chịu thôi, chứ không có ai mà tạo cho mình chứ. Cái quả mình gây ha, ai cũng có quả hết á. Gây gì hưởng nấy à. Thì Quỳnh Hiển có khuyên bà con nào đừng giống Quỳnh Hiển, đừng có mà ăn chơi sa đọa để sau này khổ không Quỳnh Hiển? Giờ khuyên cũng không khuyên được. Giờ chỉ nhắc nhở bà con gắng lo niệm Phật tu hành để có mặt đời thượng cổ thôi. Bây giờ khuyên không kịp ha, không được ha. Khuyên không được. Tại vì mình đâu phải thằng tiên thánh gì khuyên bà con được. Dạ. Chỉ nhắc nhở cho bà con nhớ lo niệm Phật để mà tu niệm thôi. Dạ. Thì thấy bây giờ bà con bây giờ thì cũng rất là muốn tu hành. Thì Quỳnh Hiển có khi nào mà chỉ cái cách người ta tu mà cho mau, Quỳnh Hiển tu cách nào để cho người ta ngộ không? Tu cho mau ngộ chỉ có là lo niệm Phật thôi. Niệm Phật như thế nào, có thể Quỳnh Hiển chỉ cách thức không? Như Quỳnh Hiển đã ngộ ra được là mình cũng như mình đã từng niệm Phật cái cách nào ngộ. Khi mình niệm Phật thì mình chỉ dồn cái tâm mà chỉ dồn gì sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Còn những chi khác mình không nhớ tới, tập trung vô sáu chữ Di Đà đó. Cái hạnh niệm Phật đó là tốt lắm à. Tốt lắm à. Đi đứng làm ngồi luôn ha. Bất cứ chỗ nào cũng niệm được. Vậy là Quỳnh Hiển đang ngồi đây mà vẫn niệm Phật luôn hả? Vẫn nhớ tới sao chữ gì ta? Không bao giờ quên. Vậy là từ khi mình niệm Phật tới giờ là cái tâm mình nó thanh tịnh, nó không có buồn đau gì hết ha. Bất ta cái tánh nóng nảy nó giảm đi đáng kể lắm. Sân si cũng giảm đi rất là nhiều. Dạ. Cái được gì là quý lắm Quỳnh Hiển ơi, tại vì đa số là mình ngày xưa mình giang hồ lẻ, mình quá nhiều chuyện thì mình thất tỉnh lại, trong 2 năm nay thì mình đã ngộ được cái gì. Nói chung ra thì ít ai làm được cái gì lắm. Tại người ta nhiều khi ta chán nản, người ta nảy kia, còn Quỳnh Hiển quyết tâm để mà đi đến cái đời Thượng Quân Thánh Đức này là ít ai làm được đó. Nhưng mà giàu Quỳnh Hiển thì vợ chồng chia tay, nhưng mà
cái tâm huynh hiển á, hướng về Phật pháp như vậy á, là đệ đây cũng rất là cảm ơn huynh hiển đã chia sẻ những lời hay tiếng đẹp để cho bà con thất tỉnh lại cho kịp cái thời kỳ này. Như vậy là huynh hiển thấy là cái nó mỏng manh rồi ha, thì huynh hiển thấy nó mỏng manh rồi ha huynh hiển, tới một bên rồi chưa chắc thì bà con năm nay ăn Tết được. Trời ơi, khủng khiếp hả? Nguyên nhân gì? Nguyên nhân gì Quỳnh Hiển? Chiến tranh. Chiến tranh ha. Mình nước mình thì không có chiến tranh, nhưng mà nước ngoài chiến tranh ảnh hưởng tới mình thôi. Trời ơi, khủng á. Giờ Ukraine với Nga đánh nhau đó. Tới giờ nó khùng lên, nó quăng một trái dương tử. Đủ chết không? Trái dương tử ha, chứ không phải bơm. Bơm dương tử á. Quăng một cái là tiêu diệt hết rồi. Dạ. Nhiều huynh hiển có sợ không? Không, cái chết rồi mình không có sợ. Mình sợ là sợ cái sống mình bây giờ nè. Trời ơi, sao kỳ vậy? Cái chết mà không sợ sợ cái sống. Mình sống sao cho phải đạo làm người nè. Trời ơi, cái đó nó quay. Cái chết ai mà không chết. Trời ơi. Bà con nên nhớ ngày xưa giờ ông bà mình có ai được lột vỏ sống không? Đúng rồi, đâu có lột vỏ được lúa, mình... lột vỏ thôi. Chứ nói sợ mình nên đáng sợ cái sống mình đang sống hiện tại bây giờ nè. Sống làm sao cho người ta kính trọng nè, ta yêu quý, ta tôn trọng mình. Dạ. Và sợ là sợ cái sống, sống đang sống. Mà chết thì sợ làm cái gì nữa. Dạ. Cái chết đã định sẵn cho mình rồi. Hết suốt thì tự động mình chết thôi, chứ mình đâu có chơi, chống cự lại được trời Phật. Đúng rồi, đâu chống được. Thì cái sống mình lo, cái sống mình sợ nè, sống sao đây? Bởi ai nhiều người hỏi là sợ chết không? Thôi không sợ chết, sợ sống, đang sống tôi sợ rồi, không sợ cái chết. Sư Minh Tài ông nói ai muốn giết tôi cũng được, tôi có cái mạng cái thân không à, theo như mà huynh hiển vậy người ta lại người ta hâm giết rồi huynh hiển nghĩ như thế nào? Tôi nghĩ đó, sư Minh Tại trả lời một câu như vậy là ngài đã nhận được đây cái thân giả tạm là cái thân giả, ai giết được bỏ thân giả là để lấy cái thiệt thôi, chứ không lấy cái giả theo chết cũng được, làm sao làm. À, giờ đợi thí dụ có người lại đòi hâm giết mà huynh hiển nghĩ sao, có cho hên hơi là nên không? Đó là chuyện tính sẽ tới, chứ không là giết mình thì mình phải ai mà không sợ chết. Đã cầm dao chém mình không phải mình né hay mình chạy chứ. Bỏ còn đã đâm chém mình thì mình phải sợ rồi. Huynh hiển đang còn niệm Phật mà phải bỏ chạy niệm Phật chứ, giờ mình sẽ tránh né chứ mình đầu mặt thì nói chung thì nó đâu có được. Mình tu mình bỏ. Thì huynh hiển ơi, thì trong cái thời kỳ này thì thôi, thì huynh hiển đã chia sẻ lên mạng rất là hay cho bà con trong nước và nước thấy. Thì huynh hiển có lời chúc nào cho bà con để tu tập để mình kết thúc một cái video này không huynh hiển? Thì như thế này. Dạ. Tôi xin kính gửi ra tất cả bà con trong nhà ngoài nước. Dạ. Các đồng đạo. Ai thời buổi này xin quý vị nhớ tu niệm Phật càng nhiều càng tốt. Dạ, để có mặt đời đường cổ này. Để mà tu tiếp nữa. Dạ. Thì cảm ơn huynh hiển, Nam Mô A Di Đà Phật.